những điều cần biết về chè San Tuyết Hà Giang. Hà Giang không chỉ nổi tiếng với thiên nhiên trong lành, các lễ hội văn hóa độc đáo mà còn có loại chè San Tuyết nức tiếng gần xa. Loại chè này có màu vàng óng, hương vị thơm ngon và nhiều công dụng như chống ung thư, giải độc nhẹ, tăng tuổi thọ và kéo dài tuổi xuân. Dưới đây là những điều cần biết về chè San Tuyết Hà Giang. Chè San Tuyết là một trong những giống chè ngon nổi tiếng. Chè có đặc điểm là lá to, búp mập, trên búp và lá non có nhiều lông trắng như tuyết, cây chè sinh trưởng khỏe, chịu ẩm, chịu lạnh tốt, cho năng suất cao và chất lượng vượt trội, cũng do đặc điểm tự nhiên của búp và môi trường sống trên vùng núi cao quanh năm mây mù bao phủ mà chè còn được gọi với cái tên chè San Tuyết. Tuy nhiên, loại chè này khá kén điều kiện sinh trưởng và chỉ phát triển ở những tỉnh miền núi phía Bắc nước ta. Trong đó, Hà Giang là một trong những tỉnh có các vùng chè San Tuyết lâu đời nhất cả nước. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, người Pháp đã tiến hành điều tra về chè San Tuyết Hà Giang và rất chú ý đến những cây chè cổ thụ to lớn này. Chè phân bố ở hầu khắp các huyện trong tỉnh Hà Giang ở độ cao từ 1.000 đến 2.000 mét so với mực nước biển, với nhiều vùng chè cổ thụ lớn, đến nay. Một số vùng trong tỉnh vẫn tính đặc trưng cao của các tiểu vùng sinh thái có chè San như Tham Vè, Bò Đứt, Vị Xuyên đại diện cho vùng chè cổ nhất Việt Nam, Lũng Phìn Đồng Văn đại diện cho vùng cao núi Đá Vôi, Phìn Hồ Hoàng Su Phì đại diện cho vùng cao núi Đất. Đây cũng chính là những địa phương cho sản lượng chè tốt và chất lượng chè San Tuyết Hà Giang thơm ngon bậc nhất. Danh tiếng của chè San Tuyết Hà Giang ở Lũng Phìn hay Phìn Hồ Cao Bồ Thượng Sơn không chỉ chinh phục được người tiêu dùng bình thường mà còn khiến những người yêu trà xanh trà phải tâm tắc khen ngợi. Trong trà San Tuyết cổ thụ có nhiều dưỡng chất, vitamin, chất chống oxy hóa quý có khả năng giải khát, thanh nhiệt, giải độc, giúp cho đầu óc tỉnh táo, tăng cường khả năng tập trung, tăng hiệu suất công việc, hỗ trợ tiêu hóa tốt sau khi ăn, trị hơi thở có mùi hôi, viêm nướu răng, chống sâu răng, phòng chống bệnh tim mạch, ngăn chặn tổn thương não ở người đột quỵ, chống lú lẫn tuổi già, tăng cường chất chống oxy hóa cho cơ thể để nâng cao tuổi thọ, chống ung thư. Đặc biệt, nếu kết hợp việc pha chè San Tuyết Hà Giang đúng cách và uống theo từng khung giờ nhất định thì trà không khác gì một thực phẩm dinh dưỡng và bổ sung sức khỏe hiệu quả hàng ngày. Đây cũng là lý do nhiều người coi việc uống trà như một bí quyết dưỡng sinh và bảo vệ sức khỏe. Ngoài những chỉ tiêu sinh hóa có lợi của chè San Tuyết Hà Giang chất lượng cao, chè còn có ưu điểm lớn là nguồn nguyên liệu sạch, bởi ngày nay, dù ô nhiễm môi trường và thực phẩm chứa dư lượng hóa chất tràn lan trên thị trường thì chè San Tuyết Hà Giang vẫn được chăm bón một cách thủ công, tỉ mỉ và an toàn. Đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang, những người chăm sóc, nuôi trồng và chế biến chè chính vẫn không sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật mà chủ yếu là khai thác chè tự nhiên. Để phòng trừ sâu bệnh, người làm chè cũng dùng các phương pháp thủ công hoặc pha các loại thuốc phòng diệt sâu bệnh gây hại sinh học bằng vỏ chanh, bưởi, tỏi, ớt. Ngoài ra, để kích thích sự phát triển của cây chè, người ta thường đốn tỉa bỏ những cành kém phát triển, xuất hiện sâu bệnh hại vào mùa đông, đồng thời phát cỏ phun gốc, bỏ phân chuồng hoai mục để chè này búp tốt. Sang xuân, vào thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4, người làm chè bắt đầu thu hái vụ chè đầu tiên của năm, đây là vị chè cho hương vị và chất lượng tốt nhất. Đến tháng 5 và tháng 6, người ta sẽ thu hái vụ chè thứ hai, vụ chè này có năng suất cao nhất trong năm. Tháng 8 thu hái vụ chè thứ ba và tháng 10, tháng 11 thu hái vụ chè thứ tư cũng là vụ chè cuối cùng. Thực tế quy hoạch sản xuất và sự đón nhận của người tiêu dùng cho thấy chè San Tuyết cổ thụ Hà Giang là vùng nguyên liệu có giá trị để sản xuất chè an toàn chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường và phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp sạch bền vững hiện nay. Nguồn nguyên liệu sạch này không chỉ được người dùng đánh giá cao mà còn được các nhà sản xuất, phân phối trong nước và thế giới công nhận. Với nguồn nguyên liệu tuyệt vời như chè San Tuyết Hà Giang, nhiều người dùng kỳ vọng chè sẽ được quy hoạch phát triển cẩn thận, đầu tư thêm máy móc chế biến hiện đại để cho ra những sản phẩm chè nổi tiếng thế giới và đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch ngày càng cao của thị trường.